Vào chưa anh em, vào chưa? Vào Túng chứ. thôi. Tùng vẫn đang stream online. Quyết về phá đảo trò chơi xếp hình Terrorist ạ. Này như là pháo đầu điểm, nó không tính điểm nữa là gọi phá đảo đúng không? Ờ, full điểm luôn. Vãi nhái là thằng này chơi ghê thật. Ngày xưa cơ chế nó bình thường mà. Đâu mày giỏi mày chơi đi. Ta không rảnh như nó rồi. Mẹ bao người không làm được, nó làm được. Thì thằng mình xuống. Ngủ ngon quá. Nghe vào chưa đây? Vào rồi. Tùng cơ mà. Tùng thấy play rồi, vào rồi. Mời mời Đức ơi. À, tôi mời à? Tôi mời. Nghe tôi trong mùa không? Let's go. Yo. One. Tu đâu? Let's go. Mình Tùng đá FIFA cứ hành đông mãi không phải chán à? Chơi đôn rủ ba. Đôn rủ á? Có còn cả cái mẹ đá thế trận một chiều thế chán bỏ mẹ ra. Ừ. Ý rồi bụng. Chơi gì vậy? Bóng đi, bóng băng đi. Dạo này Tùng này nghe chăm nắp Facebook đấy nhở? Chăm đâu? Sáng ra mở mắt ra thấy đăng tin Thành đại diện kìa. Đừng có lo luôn. Chưa chăm. Ê bên kia thỏ à? Ừ đéo biết thằng thỏ kia bên mình, cái bên nó. Nó chết thỏ đấy, thỏ golden đấy. Thỏ đang tung mà. Ê mèo đấy, mèo ấy, mèo 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 mèo. Có mèo mà. Có mèo 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 ấy nè. Chơi chơi băng thì phải đánh tuần lộc mới thành đạt này. Này băng đánh tuần lộc à? Hồi đánh mèo trà trộn đứa vui đi cơ. Ơ kìa. Mẹ đẹp, được kịp lấy con tuần lộc đi mẹ Giáng sinh rồi. Chúng mày làm gì có tuần lộc. Có tuần lộc nào cũng luôn, tuần lộc legendary luôn. Ui dồi, chi cả. Ơ đi mẹ này, này cấp kiếm rồi. Đấm đi. Đấm đi. Đấm liên tục, đấm liên tục. Ôi giời ơi. Tấm lên rồi mà. Ý, con mẹ. Chúng mày ba thằng mà sơn ba thằng nó đấm tao này. Thì con mẹ quá rồi. Đức kìa bơi kìa. Sao mẹ tóc hồn, đéo dậy được. Rồi, đi em lên. Đấm tới cầm kiện, đấm tới kiện. Hay. Ây da. Tôi vào gối rồi. Dậy đi. Lộng thế. Hai tục. Hai. Tiếp. Đấy là tiếp rồi. Tục rồi. Tịt ngay. Ờ người bên cả, người bên cả. Hai. Đang đuổi đằng kia đấm mẹ một cái. Tục rồi. Rồi, tôi đập ngất đằng kia rồi. Tớ là ai? Bên trên của người. Ôi sao? Ôi sao? Mẹ. Ủ một cái luôn à. Đi đường. Được kìa, hai ông đứng nhìn nhau đấy. Ôi giời ơi, Tùng ơi. Ăn lon rồi. Ai dạ? Ăn lon rồi. Ôi giời Tùng. À, phải để tiền đạo ạ, mày thật công thôi. Khỏe, cũng mua như mười vậy. Đức nhìn tôi đâm, nhìn tôi xong kìa.
À, để tao tấn công. Không biết đi đâu mẹ. Đây rồi, đây rồi. Mẹ vừa đấm mẹ rồi. Đấm rồi kia kìa, thằng công kia kìa. Để bạn thú luôn. Hết. Ít có mẹ rồi. Cẩn thận đấm được tôi. Ở kìa, cửa ngô rồi. Xong vị, hay. Đúng rồi, bắt một thằng rồi. Tùng hay quá. Mà là mệt. Được đấy, mày làm tiền đạo đi để tao bắt thằng của mỗi mình cho. Để đấy trông kẹp xăm vậy. Phá. Thằng kia hút mà sao có mẹ. Chết đi, có mẹ. Lấy đi, bạn ngô rồi, bạn ngô rồi. Ấy là gì, tao bắt bố rồi. Ấy, thả lùa tao anh em ơi. Kiếu. Ô kìa vâng. Rồi tôi xuất tôi đánh tao luôn. Đánh tao luôn rồi. Lên đi tục. Đi tục ạ. Cơ hội, cơ hội. Hít phê. Ngất thôi. Ít cơ mẹ. Bắt vô cái lồn nữa. Thấy một uy tín chưa? Ít cơ mẹ. Phải bắt vô nghe lồn. Cô ơi, cô ơi. Ừ à. Hay. Cơ hội kiếm vương. Trời ơi, Tùng ơi. Đây rồi, đây rồi. Tao bắt được Tùng Môn còn gì nữa. Tao bắt Tùng Môn còn gì. Đấy, như tôi không kia nữa. Ôi. Mày đã bị lại ngất rồi. Cô ơi, cô ơi. Đây rồi, ok. Ôi giời ơi. Không sao. Thôi anh em, bình tĩnh thôi. Thôi thôi thôi. Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Ôi giời. Đi chứ mẹ ngất rồi, ngất rồi. Ôi giời ơi. Ê, đấm vào gôn đó kìa. Cái gì, ngất lâu mày. Ok, đi tới đúng không sao mày. Đấy rồi, đấy rồi. Đấm vào gôn nó ấy. Ôi giời, mẹ tí thùng người. Ở đây vào đúng đéo đỡ được đấy. Để tôi bắt thằng tụi mồi. Nha, vào mày. Để tôi bắt thằng tụi mồi đó. Mày thầy, anh ạ. Bị đấm ngất rồi. Bố bị ngất rồi. Ờ. Đi cho mày. Đừng đéo được tao. Nào mày đấm tao ạ. Nào. Vâng ơi, vâng. Nhìn. Đâu đâu. Nhìn tôi, nhìn ở nhá. Đi có mẹ. Kiếu. Thả nó ra đi. Thả nó ra đi. Đi có mẹ đấy. Cứ nghịch tôi. Ôi, các mẹ lừng rồi. Một cơ. Đi về đấy. Cứ nghịch tôi. Lôi này ghê đi một cơ. Bố thằng đi mẹ. Chỉ mới muốn thằng đeo vắt cơ ngôn. Không sao, bây giờ làm lại được. Đấm gôn rồi kìa, đấm gôn đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gôn đã ngất rồi. Ê thằng. Được, được, đúng rồi, để tôi. Đi đâu mà em. Yeah, cơ hội vượt, vượt ơi, cơ hội ạ. Đi thôi mẹ. Cơ hội được kìa. Cứ thằng gôn kìa. Ok, sao mình chui mẹ gôn rồi. Một thằng vắng rồi. Một thằng rồi. Một thằng rồi. Một thằng rồi. Cứu tôi. Tao lại lúa đây. À đi con xoay. Ôi giời ơi. Mất khiên rồi. Mất khiên rồi. Mất khiên rồi.
về bố lấy lại hiền. Cơ hội vợ ơi, ôi giời ơi, tôi mất khiên rồi, không thủ được nữa. Ai da, có vẻ tề khó quá. Ta đi lấy mất khiên rồi, lấy cầm khiên rồi. Mẹ khiên cái lồn. Hay, đúng không? Hay, hay, hay. Cúng một bắt đầu. Ôi giời ơi. Ok, ta đi thôi. Ai da. Ôi trời ơi. Hay, hay! Đi về cho tôi ngay à. Được đấy chứ. Đi về cái cục kiên thông kế vậy. Rồi. Thằng đấy cướp kiên tôi ấy. Mẹ cày ra. Vào luôn. Ô, vào luôn, vào luôn. Đấy rồi. Ê địt thôi mẹ, ngất rồi, tao kia đâu tao rồi. Ây da, ngất rồi. Ôi giời, tụi. Cô ơi, ôi ăn cút rồi, mạnh thế. Ờ kìa, bao kìa. Vào hết giờ rồi mà. Co rồi, hết giờ rồi. Đéo biết thằng nào vậy. Kéo đi, kéo đi. Ok. Sao không có cái này? Không thích. Hay hơn. Ủa sao ít người vậy? À, như vậy đâu. Mẹ Tuần Lộc có mẹ Giáng sinh chưa? Thích Tuần Lộc à? Thấy Tuần Lộc Legendary chưa? Được rồi. Kinh. Kinh khủng nhỉ. Mà còn Tuần Lộc to quá, tôi... To mới đấm mà nó mạnh chứ. Không. To dễ bị đấm trúng lắm. Nhìn hay không nhỉ? Con nào ít chơi nhỉ? Ok à. Tụi bắt ta. Thằng ở trong bắt ngựa. Sống lên. Tùng ơi, chạy lên Tùng ơi. Teddy bear lấy gấu là chuẩn. Ở đâu có một thằng kìa. Ơ. Không, bọn nó. À thế. Bọn nó mới ra rồi. Kéo mày đi. Dạ, mày tung mày kéo lại cái thằng. Mày định làm gì? Anh em mở cửa ra. Ok, tôi mà. Rồi. Bỏ cái gậy ra đừng gạt rồi. Trời ơi. Bấm nhầm nút tay. Đi không mà. Tôi sẽ bọn này không lấy cái kẹo này à? Anh em lấy đi, tôi quật lấy đó. Hết lực. Ô, bọn chỉ cái fan kẹo bé thôi, bọn không ra hết kẹo to này. Bên này có cái vũ khí. Nó chạy chậm này. Đi người mắc rồi. Chậm. Đi mẹ mắc rồi. Nó chậm này. Các bạn hỗ trợ không? Rồi. Mày. Bọn này chỗ quá trời à? Mày. Ấy, tôi quay hết rồi. Mày.
Có thấy ra tôi ấy. Nó sợ đi kệ một kia không chơi, một kia mấy thằng đấy đứt 4 thằng. Mà bọn đấy chỉ lấy bé thôi. Hai thầy hai kia học. Quất quất nó nhà đó này. Thấy ra xe rước luôn à. Đi ai dạ. Dễ quá. Bọn này không tranh kẹo to. Đúng chưa rồi. Mày cầm gậy phang nó hết ở nhà. Có khi nó là boss không? Không, gì? Game này gì có boss. Nhưng mà em biết thêm boss. Kiểu ít người chân đi ấy. Này, có 5 người nữa này. Ờ ha. Sai sai nhỉ. Ok, thì mắc khối có chưa? Nè. Đi vào đây hoặc đây rồi. Mà lại như mày. Nhưng mà nhiều người chọn này hơn. À, 4 người nhỉ? 4 người thì dễ vào cái này thôi. Chắc rồi có cả boss hay sao ấy. Rồi đi. Đi nâng. Cái này nữa. Đít mẹ chưa kịp ấy. Chưa kịp vào. Chết mẹ. Đít mẹ đôi ơi, tôi nghe đang đứng. Nào, giờ bắt đầu này. Đây rồi. Thằng cầm kiện. Cầm kiện. Cầm kiện. Mẹ ra đứt dạng. Đít cầm mọ. Ủa kìa. Tiếng mẹ tôi mày làm gì đấy. Giấu quái luôn. Cái gì đấy, tù gì đấy. Ôi sao nó thử trèo lên cái cột gô để xem được không. Rồi sao được ngắt mẹ rồi. Không biết luôn. Ngắt lâu vậy. Ây da, lại ngắt rồi. Ok, đi phê ngắm chân không đấy. Ok, đánh văng cả mũ vào kính ạ. Sợ sợ đi phải giống tụ phản lực. Quả đấy là hết rồi được ạ. À. Quả đấy sao cũng sút thì nó cũng sút rồi à. Ô con gà. Ơ đúng hy vọng chứ. Quả đấy tao không sút thì nó cũng sút à. Ok ạ. Hay. Hay. Chân ta đáo vào ấy. Được bạn, mẹ bao nhiêu được 2 ván rồi đấy. Đâu mẹ này. Mẹ này chân đá vào chứ hả? Chân đá vào chứ hả? Chứ hả? Không có cái chân của tôi thì sao ghi bàn được. Ngất rồi, ngất rồi. Cản được. Ơ, đấm nó không ngất này. Hay. Địt mọi người lấy kiên cái lồn à. Đấy không. Cái thằng kia hay nhỉ? Tao đang tung cản đường thôi. Cái kia chứ hay thật đấy. À, quả cản đấy nó mới có góc để sút đẹp như thế đấy. Vào luôn đấy, vào luôn đấy. Vào luôn đấy. Đúng rồi. Không làm hết. Dậy rồi. Nhìn mà dậy đấy. Nhìn khỏe quá hơn cần 3 thằng luôn mà. Trông gì dậy. Úi giời. Tung đi bàn. Dậy, dậy, dậy. Chấp nhẹ nó 3 quả. Nó gần 2 rồi, nó gần 2 rồi. Nó còn gần kia kìa, thằng gần kia kìa. Nó đi tốn mẹ, ngất rồi. Ui giời, bay kính rồi.
lưng cái kia đấy cậu. Ta đi. Đau cái gì? Tùng ơi, làm gì đấy Tùng? Ôi! Má! Ai da! Tùng kìa, đi lê áo tao. Ôi! Sao phải đi hụt đi về? Sao đây làm vui được nhỉ? Ôi giời. Nếu sao đang mua được à? Đi hoài lìn. Đấm đi Tùng, Tùng. Trời à, đâu đấm được không cáo? Ây da. Dậy đi. Con dài cá, con dài cá đánh cái từ sống rồi. Cơ hội của Tùng. Đồ tôi làm cái thằng nào rồi. Trông hỗn loạn. Làm cái thằng đến mình. Đẩy đẩy quả bóng ra. Thằng giải cá đánh gây chân trống rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Giải cá đâu. Vẽ đi thì về chụp cá chụp phải kiểu thì một bảy thằng mày đánh cả mày thế ôi nhờ đi con mẹ điêu thế gì điêu thế gì ôi giời đạp thẳng mặt bạn bao giờ điêu hiểu. Tìm cái khác được nhiều hơn. Bóng đâu? Bóng đâu? Đây rồi. Đây rồi. Đây sẽ lột công kiên ra chỗ này. Đứng rồi. Tôi tất cả là công kiên rồi. Tuyến 2 đâu? Trời ơi. Ừ. Ôi giời vợ ơi. Cắn thôi má, cắn thôi má. Ấy, 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 vợ ơi, đừng. Đây, 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 cắn thôi má. Mẹ, đéo kim. Trông quả vợ con nó ụt quả bóng này. Nhìn này. Ui, sao nó ụt này. Cắn thôi má, cắn thôi má. Đây, mẹ, cắn thôi má. Ai cho anh bán? Mẹ rõ ràng là cản rồi. Cái gì sao kinh ấy? Đi nghe nhạc gì á? Chịu. Nát biển à? Có mắt không? Đội mũ. Woodland Underwood. Nốt game nhá. Thì con này. Cái lôn gì đây? Bà lừa thôi đấy hả? Trời ít thôi nghiện đấy. Ôi giời anh Tùng ơi. Chết tôi rồi. Bằng tay lửa này chết rồi. Sao bạn ơi, cố treo ra trước khi nó nổ ra cơ. Ôi giời, anh may quá. Ôi giời ơi. Bạn ơi, thằng đầu bên đi xe có cái này. Ôi giời mày thế.
Mẹ cái thông báo này. Đức ơi, vịt không bơi được Đức ơi. Wow, ơi, bố mày cầm côn rồi. Ây da. Mày ra đây. Ôi, bạn lại bị ném xuống dưới rồi Tùng ơi. Tùng ơi, cứu hổ. Đây, đây, đây. Bạn biển không bơi được. Đâu, đây, bạn cứu, bạn cứu. Cuộc phiêu lưu của Pi à? Út bẻ đi. Đi con mẹ ngất rồi. Ngất rồi. Tùng ơi, lên lấy cái súng điện Tùng ơi. Quả súng điện nhìn ngon quá Tùng ơi. Tùng ơi, trời mạnh thế Tùng ơi. Úi. Đéo bò tới đâu cả. Đâu rồi? Thôi thì con mẹ dưới chân mày ấy. Đừng có bò nữa, trèo lên đi. Để tao giúp vợ. Hạ bước một thằng. Rồi, bước thằng rồi. Hai đấu một, không đấu được rồi. Hai đấu một đấy. Ít quá rồi, ra tung rồi ra. Bước ra, đúng rồi. Dìm nó xuống đi. Bà ơi, phía đằng sau vẫn có thằng đứng này, đằng sau vẫn có một thằng. Đâu? Nó đang đứng ở chỗ mọi đuôi tàu ấy. À, nào để cho nó ngoài cái đầu lên. Ngoài cái đầu lên. Ngoài cái đầu lên. Rồi, Tùng thoải mái ăn chơi đi. Ok à, vợ ơi. Ơi ơi. Ok, biết tôi mà. Không chết được. Em đi mẹ nó xuống biển rồi. Đánh bạn tao chết xém. Ơ Tùng ơi, Tùng ơi. Sao Tùng lại đấy hả Tùng ơi? Bà ra cứu bạn trượt chân. Tôi không cần bạn cứu đâu. Tôi vẫn sống được mà. Cho nó trượt chân thật vào, cho nó trượt chân đã. Địt mọ à. Út bạ vào đi. Ừ, này, này sao ứng gắt này. Đi ra đây. Bom đến đây anh em ơi, bom đến đây. Rồi, thằng kia cúp rồi nhá. Có thằng nào không? Bom. 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 À, phải chơi này. Còn thằng này thôi, còn thằng này thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn thằng này thôi. Kìa, mẹ đang đấm vào vượng. Tôi tưởng là ông không đấm nó. Hết rồi đấy, chỉ hết rồi đấy. Ông mẹ vẫn lên được kìa. Đây rồi, chết rồi. Tôi áp cho nó phát rồi. Ôi giời, còn toàn quân mình thế này. Nó vẫn bơi kìa. Ông em. Tôi áp rồi, tôi áp rồi, tôi áp chết rồi. Không bơi nữa đâu. Ô game này giờ update này, mà cá lại nhiều hơn chuối này. Thì bị cá ngắm đất. Ôi trời ơi. Đấy rồi, súng điện. Thằng nào dính cho tôi rồi. Thì bé thằng rồi nó lại dính nhau này. Úi đi, đi, dính dính, ăn lộn rồi, ăn lộn rồi. Chạy chạy, chạy chạy. Chạy chạy, chạy chạy. Chị xem mày không được. Mày mày có mấy hố rồi. Mày mày á, mày mày, mày mày. Kiêu kiêu, kiêu. Tùng ơi, lên cứu Đức. Bạn ấy đi, tôi cắn được hai thằng bên này rồi. Đi mày ngất rồi. Ok, 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 ok. Vãi cứt chết luôn ạ. Chết thì nằm cái đi Tùng. Rồi, một thằng. Ây da. Ôi giời, sao trôi tận xuống đây.
trời ơi. Đừng có mẹ tao luôn này, mày tự sát được chó này. Thả ra, đừng mà thả tay ra. Vẫn sống, mẹ sức sống ấy ạ. Sức sống. Cút tao ạ. Cút tao ạ. Cút tao ạ. Mẹ thằng khác rồi. Ném cầu lông vào đấy, ai ném cầu lông vào đấy ăn đấy. Đeo bám kịp, đeo bám được rồi đứng ơi. Đeo bám được rồi. Đi về đeo bám được rồi. Chúng ta cùng bơi. Tôi chìm rồi. Tôi bơi bãi lộn rồi. Đang bơi rồi. Bơi xung quanh rồi. Sức đi mẹ. Tôi lo tay cơ làng lao vậy. Ôi trời ơi, chết rồi, tấm nhập vào đồng đội rồi. Ê, mẹ chó thúc này. Ôi giời ơi. Vừa dậy mà. Nó được bay ra mà hết hồn thể. Xong rồi. Ôi mày quá. Ok, hết lực. Trời ơi. Bắn vào người tôi, bắn ơi. Bắn vào người tôi. Tôi sẽ giúp anh em giành chiến thắng. Ui, tôi còn tận tận 4 thằng. Không, mình có 3 thằng mà. Hết lực rồi. Bắn cái luôn à. Ấy lên rồi, Tùng ơi, né, né, né. Bay xa rồi. Sao có mỗi mình tôi vậy? Ờ okay, kìa, sao tựa cái chảy xuống? Nó bay, không phải tôi. Nó bay. Ôi giời ơi. Có bóng không mắc lại ạ. Ôi giời ơi. Một mình trong mafia vẫn thôi. Hay. Ném ra. Đi có vẻ ngắp rồi. Hết cá rồi. Đông quá, đông quá, đông quá. Chết mẹ luôn rồi đấy. Nói yên tâm rồi, nói yên tâm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi, sao hai thằng đấy. Ủa thì mẹ là bay lên rồi. Tùng bay lên rồi. Không quay lên thôi. À nó xuống lại rơi xuống rồi. Tránh ra vượng, vượng tránh ra. Nó kìa vượng, cầm nó đi. Không sao. Ôi bị kẹt này anh em ơi, bị kẹt này. Bị kẹt này game lỗi này. Bạn chết con mẹ rồi cũng lên. Nhìn đây này. Anh em nhìn này. Đấy, thấy, thấy. Hai thằng chết rồi, hai thằng chết rồi, có hai thằng chết rồi vượng ơi. Bạn, bạn đi đâu vượng? À, anh cháu Đức đã biết nói, cháu Đức đã biết nói rồi. Ok à. Ngất rồi, nó ngất rồi. Ơ sao còn, sao còn có ai thẳng đây này. Úi, dưới. Đấy có mày nó cầm sở chảo Đức ơi. Tùng ném cá nó đi Tùng. Đây, đang ném đây nhưng mà phải tích đã. Bên nó cũng đang ném đấy. Từ rồi. Ném lấy người bố. Không, thằng kia chết rồi, thằng kia chết rồi, thằng kia không lên được rồi, thằng kia hết lực rồi. Rồi rồi, xong rồi, còn anh em đi tới vườn ạ. Còn cho mình ạ. Còn anh em mình. Ây da. Ngoài. Ngoài đứng chết sao được. Ủa, cái kia đâu ấy? Cái kia chết à? Chắc là chết rồi. Kia, kia, kia. Chết rồi, sống nào được. Ơ kìa.
có đỉnh, có đỉnh. Gọi Đôn xem chơi bắn Left 4 Dead không vậy? Còn đủ team đéo đâu, Left 4 Dead 4 thì nữa. Chắc bằng gì? Tự bắn gì? Thì về hỏi Đôn chơi với chơi. Thế như nào? Rồi trả lời làm sao mà ngon được. Này. Về hỏi Đôn. Ơ, Đôn vẫn chơi trò Rockstar đấy à? Bờ do Star. Sao? Đây gì nữa? Ừ, hình như Đôn vẫn chơi mà. Nào như nào, để biết đường. Đi nào. Đang hỏi đây, đang hỏi đây. Gì? Anh em chơi giải đố. Có cái giải đố chơi không? Đây đâu năng lép rồi. Ok. Đâu? Người ok đâu? Tinh là này chill nhỉ? Đi cà phê kiểu phòng trà. Chill chứ. Sếp mà. Hai bạn giờ cũng thế. Ừ. Thế là thế nào? Đăng nhập. Ôi giời ơi. Thôi bỏ đi. Có trò gì khác không nhỉ? Đấm nhau mãi chán quá. Quá cơ. Quá đấy. Nó cũng quá. Chơi đồ sở test together đấy. Đúng. Cái đeo gì vợ? Game chứ tao tặng mày. Bảo là game đấy chán. Game đấy chán người chơi lắm. Game rác. Game rác lắm. Nhưng mà mày chơi được mà. Game rác lắm. Nào có chơi này nữa không? Không không không. Không đúng không? Ơ lấy trứng ở đâu đấy anh em? Quẩy vãi thằng Đức mở được Legendary thật ạ, vãi cút ngon đấy. Thật chứ đùa. Vẫn đâu mày cái nó có mấy chiếc mới này Đức. 2.500 này. Alo ạ. Platform collab này. Vâng. Chó à? Ôi con thỏ nhìn trông thích thích nhỉ. Ừ, có con thỏ này. Ơ có con bò Giáng sinh này. Mua. À chị ơi, thế trong clip chị có cần voi lại nữa không? Hay đau bụng quá. Mèo. Khó. À vâng vâng, ok ạ. Dạ vâng vâng. Có gì tầm cứ thỏ Giáng sinh thì sáng mai em gửi nhá. Dạ vâng vâng. Thì mình vô quay trước này. X10 chị. Chắc phải ra di dân nó gì ấy nhỉ? Mày phải chọn trước. Chọn rồi. Ừ. Này, trích để mở ra Legendary này, anh em phải mồi không? Mở mồi một... được con cú Harry Potter này. Mở mồi một hai cái, đấy. Được. Cháu nói trước, tôi vừa mở mẹ chưa. Ok à. Thôi, tùng ao rồi thì anh em vào giải đố nhỉ? Được đấy nhỉ? Được không? Mở nốt, mấy cái. Ui, con thỏ trông đẹp ấy à? Nhưng mà con thỏ đỏ thì Đôn mà bảo bắn thì gọi nhá. Ui giời, tập này đợi đống ấy. Lâu quá. Chúng ta lúc tơ nhìn đẹp lắm ấy. Ok à, mẹ, ao luôn ạ. Wow. Chúng ta lúc tơ. Không biết tiền xấu vậy. Viewer Expedition. Nhiều vậy.
Nên đâu? Ơ cái gì đây? À, tôi được con Viking đen rồi này. Viking đen là con gì? Con rai cá. À. Unlock đi tên chốt ớ. Con rai cá sao không nghe ở đâu nhỉ? Cậu đâu? Cậu đâu? Từ từ đã vào lên nào. Được, nhưng mà đéo đủ tiền mua hết ạ. Ờ, Forensic đúng không? Ừ. Đâu rồi? À. Phần này có vẻ cũng hay mà. Được, phải đồ hay hơn mấy phần kia. Kia phải đồ nghĩ cứ. Cánh ảnh con lộn. Được nhau, chờ, thị xuân. Mẹ con game này lúc nào game cũng phải có cái nút skip lâu này. Chắc kiểu mở đầu game á. Giờ con robot hút bụi đắt không nhỉ? Cậu đéo mua, đéo biết. Đến sớt rồi nhé. Uầy, mẹ vẫn tầm 5, vẫn bận tầm 5 triệu ạ. Được. Vẫn mặn nhỉ? 5 triệu là min đấy. Lâu thế. Nhà tôi nhiều bụi vãi lộn nhưng mà nhà tôi đéo được mua. Nó bụi. Slow tickle. Vô đó cả. Sẵn không được lâu. Vũ làm gì? Ready. Cô tạo 9% mẹ rồi đứa ơi. Cái gì? Không cần phá đảm rồi. Đâu đây chắc mới phần này thôi. Đây này. 89% là cửa này thôi. Đi. Chứ làm gì cái này nhanh thế? Phần này phần leo xi thôi mà. Đúng không? Chắc thế. Còn nhiều phần nữa chứ. Chứ làm sao cũng giải nhanh thế được. Ở đây, cậu đây. Ma. Trong này có ma. Ông vẫn đi đúng không? Ừ. Piu. Ờ. Vào đi bạn. Ờ, bạn đi thì bạn vào chứ, giờ giữ chứ. Ở đâu hình như, ai đi nhỉ? Không đi mà. Đúng không? Ông đi rồi. Thế à? Đúng rồi. À ừ, đúng rồi đấy. Ơ. Ờ. Đúng mà. Bộ hôm trước mình đi chơi cái phần này hay là đúng mà, đúng à, mà. À ừ, đoạn đấy tôi phi nhanh quá rơi nhỉ. Ừ. Piu. Rồi, nhảy xuống đi trước. Piu. Đi sang, đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đúng mà tôi bảo dừng thì được. Cứ thẳng đi, cứ thẳng đi. Dừng. Rồi, lép lại. Rồi, đâm thẳng lên. Thẳng nhá, đừng chéo 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 rồi. Đâm sang 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 tôi. Rồi, tiếp đây, đâm thẳng lên được. Rồi, ấn nút đi. Rồi, lùi lại, lùi lại. Quay đằng sau. Quay đằng sau đi, sang phải. Đấy, sang phải của ông, sang phải của ông. Rồi, đâm thẳng đi. Rồi, sang trái. Quay trái. Rồi, đâm thẳng. Ok, đi lên. Dừng. Đã quay sang trái. Đi lên. Đâm thẳng lên. Một mạch. Cứ bảo dừng thì dừng. Dừng. Ơ, nhìn đường rồi không? Đã thấy đường, đã thấy đường. Từ từ, tôi thử góc nhìn đó. Rồi, xoay sang phải. Đi xuống. Rồi, quay sang trái. Rồi, chuẩn bị Minh này. Đứng lại, đứng lại, anh Minh này. Sai Đức. Từ, nhịp sau đi, bình tĩnh. Sao luôn.
Nhảy, nhảy, nhảy. Rồi, tăng tiếp. Rồi, ok. Đi về nào. Từ từ để tôi nhìn ra. Ờ, ông quay sang trái đi. Rồi, đi thẳng lên, bấm cái nút. Rồi, quay sang phải, quay lên, đi lên, đi lên. Lên đi lên, đi lên. Dừng, đằng sau ông. Hả? Rồi, đi thẳng. Ủa, sẽ đằng sau? Đi thẳng đi. Đấy, đấy, tiến tiếp. Tiến đi, cứ tiến đi. Không có chết đâu, không chết đâu. Cứ tiến đi, không chết được. À, rồi, bấm nút. Thế bên kia là bị bẫy à? Cay chưa? Ông nhìn thấy à? Ừ. Thằng nào chứ phi xuống cái váng đấy. Cứ tiến đi. Rồi. Tôi bảo dừng. Chuẩn bị dừng nhá. Dừng. Rồi, đi xuống. Rồi, đi sang trái. Ok, từ dưới này tôi xem nào. Cái này đi như nào ta? Ông nhìn đường đúng không? Đang nhìn thấy nhưng mà không biết lười không? ông thì yêu thì đi vào đấy xem nào. Đi thẳng á? Từ từ, tôi chưa nhìn đâu. Từ từ, chút nào. Tôi xem có chỗ nào nhìn thấy không? Đây, bật đuốc rồi này. Tôi nhìn đâu? À, nó có thời gian này. Ồ. Ông thì đi tiếp, tiến lên xem nào. Dừng, lùi lại chút. Thì phải chỗ nào để nhìn chỗ ông nhỉ? Có nhìn quá. Tự nhiên là chỗ nhất thì kiểu góc nào nhìn được á. Là chỗ này nhìn được. Ông nhảy lên trên đấy được không? Chắc nhảy được đấy. Nhảy lên trên đi. Ừ. Rồi. Đấy, đi lên. Từ từ. Đợi được phát nữa đi. À, cái này lại phải tham binh này. Tham binh chạy thẳng hay như nào ấy? Hình như đứng trên đấy được hay sao? Ừ, hình như đứng được đấy. Từ đứng trước đôi chút. Sợ nó đi mất. Nhưng mà đi bên nào? Nhảy qua mấy ô, tôi nhìn thấy mấy ô này. Ơ, nó đi này. Nên chắc đợi nó di chuyển. Xong rồi tôi tham minh bảo ông đi. Đấy, đi xuống đi. Chắc là mình đứng trên này nó tự di chuyển theo mình theo đấy, nó không phải nhảy đâu. Có, phải nhảy, không nhảy là rơi. Không. Không nhảy là rơi. Không, tin tôi, không chết đâu. Không nhảy là rơi, thề luôn. Không. Đấy, có mấy gò mà. Sao mà chảy ra? Ừ, thì ông nhảy qua đây đi. Ông mới nhìn thấy đúng không? Ừ, mà bao giờ đi? Lúc nào nó đi thì nhảy. Ừ kìa. Tôi còn đéo biết bao giờ nó đi ấy. Nhảy đi cậu. Nó có thời gian không? Lâu vậy. À, ông phải hay nhảy lên nó đi nhỉ? Ông phải nhảy lại với chỗ cũ thôi nào. À. Ừ kìa, đâu rồi? Ừ, lại sao cái này? Nó hay sai. Từ từ nhé, tôi chưa hiểu lắm. Tức là phải nhảy vào đúng cái ô nào mình nhảy được à? Ủa, thế thì... À, tôi nhảy vào phát, nó đi vào phát này. À, quỹ đạo đi đây rồi. Khó nhỉ. À, thế thì ông phải nhảy đấy, đứng lên nào. Thế từ từ, không, cái này chưa được, chưa được. Phải phát sau. Đó. À. Không, phát này chưa nhảy được. Đấy, phát này mới nhảy này. Đây này, phát này nhảy này. Đấy. Rồi, nhảy sang trái nhá, nhảy sang trái. Đấy. Chết rồi, cái kia như nào nhờ? Tôi không nhìn được cái đi của bên đằng kia. Tôi đéo nhớ. Ông nhảy lại đi. Nhảy lại với chú cuối. À. Đây này, tôi không biết cái đường đi của cái này này. Nó xoay sang trái hay sang phải đứa ơi. Đi sang ô giữa đúng không? Ừ. Đâu? Vâng ai? Không nhớ thật, tịt mẹ không nhớ thật. Ôi trời ơi. Không nhớ thật. Cậu không biết đường. Vào đi bạn ơi, không chết được. Cậu gạt cậu đi. Gạt đi vào đây là gạt. Uầy, mới được 4, mà đây 15 à đúng không? Gạt. Không nhớ thật. Cái đấy tổng có mấy ô chạy đây? Ờ, có 4 ô chạy. Ôi giời ơi, không phải nhớ 3 ô đấy. Tôi không nhìn thấy mấy ô kia. Ok. Còn nhớ đâu. Rồi, ông chú ý nào nhé. Nhảy xuống dưới nhá. Chưa, bấm nút đã. Bấm nút đấy, rồi, không nhảy xuống dưới. Bấm chưa lại? Ơ, chưa bấm nào. Rồi. Rồi, nhảy xuống dưới. Tiến lên. Tiến nữa. Rẽ. Rồi, ok, tiến lên, thẳng thẳng luôn. Bấm nút. Rồi, lùi lại. Rẽ phải. Trái chứ. Phải, đúng rồi. Ờ, rẽ trái. Ôi giời ơi. Ok, rồi rẽ trái.
từ 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 sang phản phút nữa, nữa đi nữa đi nữa đi nữa nữa rồi tiến lên đi thẳng đường cắm luôn rồi nhìn thấy đường không? Rồi đã thấy rồi. Rồi từ 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 góc đã. Ông đi xuống cái bậc thang đi. Đây rồi đến rồi sam binh rồi. Ơ thì nhanh vậy. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Rồi rồi ok để đợi sau nhé. Ừ. Nhảy đi rồi. Một hai là nhảy. Mày thế. Nhảy. Quái tí hụt đấy. Rồi ok lùi lại đúng không? Tiến lên trên đấy. Lấy phải nhé, không phải lấy trái đâu. Rồi. Đâm thẳng đi, đâm thẳng đi, không chết được, chỗ này không chết được. Đạn này không nhìn thấy được, cứ đi chậm chậm thôi. Rồi, lưng. Ok. Ok. Tôi tưởng không nhìn thấy. Rồi. 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 Ông nhảy đi, nhảy đi. À. Ok, là một, hai. Tiếp đi Đức. Ok nè. Tôi chỉ nhớ được cái đầu tiên rồi đấy, còn lại mấy cái sau là ông phải nhớ, tôi không nhìn thấy đâu. Ok, ok. Nhưng mà tính phải làm sao chứ đi khớp được ấy nhá. Rồi. Thế thì từ từ nhá. Từ từ Đức này. Để bắt đầu này. Nhảy ô này đúng không? À, tôi nhảy này. Trước mặt này, sang trái này. Tiến vừa đẩy đây này, nhảy đây này. Rồi, à, tiếp đi Đức. Ông chỉ đây. Rồi, để tôi đấy nhá. Còn đây này, rồi, tiếp đi Đức. Tiếp bên đây này, rồi. Rồi Đức. Ông sang đây này, rồi. Tiếp đi Đức. Ông sang đây này, rồi tiếp đi Đức. Rồi, tiếp. 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 Ui, bịt mẹ từ từ nhá, mẹ khó lắm. Ông chỉ cần nhớ cái đường đi thôi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ui. 15 bước nữa ạ, phải 15 bước mới qua được. Ui. Ông cứ vẽ nhớ đường đi ông vẽ lại là được, vẽ lại thôi là được. Từ lại một lần cuối nhất được nhé, để okay. Xem được không đã. Nhìn mạch đường cuối nhá, được chưa? Được, ok. Rồi, thay đầu tiên đúng không? À không phải đâu. Đây, tiếp đi Đức. Rồi, chưa phải này. Chưa phải này. Đây này, phát này, như phát này tôi sẽ nhảy này. Đây rồi. Này, đấy. Một này. Rồi, một, hai, rồi. Ba này, tiếp Đức này. Bốn này. Tiếp, năm này. Tiếp đi Đức. Sáu này. Tiếp, bảy này. Tiếp, tám này. Tiếp. 9 này, tiếp, 10 này, tiếp, 1, tiếp, 12 này, tiếp, 13 này, ok nhớ đấy, rồi Đức ơi, rồi tiếp đi, rồi, được chưa, rồi chuẩn bị này, đi vào này, nhảy bước đầu tiên này, nhảy Đức ơi, rồi sang trái này, rồi, từ tiến nhá, rồi, tiến lên trên, sang phải tiếp, đấy đâm thẳng. Đâm thẳng tiếp. Thẳng đây á? Ừ. Tiếp đi Đức. Rồi, từ đằng sau. Đấy, tiếp nhảy xuống đấy. Tiếp nữa, nhảy tiếp hơn nữa. Không, đừng nói tiếp. Thằng này tiếp rồi, tiếp. Đây. Nhảy đi, cứ nhảy đi. Đúng rồi. Rồi, nhảy lùi lại nhá. Nhảy ngược lại đấy. Rồi, nhảy ngược lại. Tiếp hơn nữa. Rồi, sang trái này. Nhảy trái. Rồi, sang phải. Rồi. Sang à. Trái. Ôi trái. Tưởng đường đấy qua rồi. Trái ơi. Cái gì? Quá. Mẹ còn một nước nữa đấy. Cái đấy. Lại nhanh rồi. Lại nhanh rồi. Nhìn thấy cái cửa đấy mình tưởng ra được ạ. Từ từ đi mẹ tôi hướng dẫn. Rồi. Mẹ sao không? Ok. Dễ mà. 15 bước. Mệt. Đức bắt đầu vào nhớ đúng không? Nhớ sơ. Rồi đi xuống Đức ơi. Tiến lên. Chưa. Rồi sẽ phải. Tiến lên. Đợi lùi lại chút. Đấy đúng không? Đúng. Rồi sẽ phải. Trái rồi. Tiếp. Dừng. Không phải chút nữa đi. Rồi, lên. Chỗ này nhìn được đúng không? Ừ, đã nhìn được. Rồi, ok. Rồi, chưa để sau đấy Đức ơi. Cái này nó ôm đến nó tính được ra nữa. Xong đến nhảy lên được, nhảy lên luôn đấy. Rồi nhảy. Nhảy. Thấy tôi nhảy.
Từ từ đứng lại chỉ thế. Từ từ. Từ từ. Nhanh thì phải anh em làm chậm lại nhá. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Cái chắc không khó đâu mà mất thời gian thôi. Thời đang hơi vội, đang hơi vội. Tổng 15 cửa cơ, vẫn là cứt nhờ. Sao biết 15 cửa? Thì đây, chạy nãy giờ mới được 4, à 4 cái mới lên được kia cả. Tôi đoán thế. Cửa thì phải nổi quá nhỉ. Từ từ đi lạc được. Ok, rồi, tiếp rồi. Nữa đi, rồi, rẽ phải. Rồi, tấn thẳng lên, đâm thẳng lên. Chạy đấy, không sao, không mắc đâu, không chết đâu. Đóng nút, rồi, đi xuống. Rẽ trái nha, trái, rồi trái luôn đi. Rồi, nữa, rồi. Tiếp, chạy lên được. Con này ông đếm nhảy sang luôn nữa cơ. Nhảy sang luôn đi. Rồi. Từ từ là một. Nhảy đi đứa ơi. Rồi. Ơ sao nhìn được à? Ừ ra nhìn được. Ok, rẽ trái nhá. À rẽ phải nhá. Rồi, từ lại. Cái này nhìn được đúng không? Đây, đến đoạn nhảy này. Ừ. Cái này hình nhớ mà. Chưa đến đứa rồi. Nhảy 4 lần là được. Hay là tìm kiếm. Được chưa? Đi chưa? Chưa. Rồi, nhảy xuống. Đi nhá. Nhảy đi. Được. Rồi. Tiếp. Rồi, tiếp vào đấy. Rồi, sang trái này. Ông nhớ mà, cái đây dễ đúng không? Như nào nữa nhỉ? Lên à? Sang đấy thẳng không nhìn thướng gì đấy. Đấy, nhảy lên đấy, đúng rồi. Tiếp đúng rồi, không? Nhảy tiếp. Quay về này. Hai nhảy lên hai ô nhá. Quay về hai ô. Ừ, tiến tới hai ô đó. Rồi tiếp phát nữa đi. Quay ngược lại. Quay về này. Ừ. Tiếp. Từ từ nhá, sang trái này. Chuẩn không ấy? Chắc. Rồi, xoay sang phải này. Nhảy đi. Rồi sang trái nhá. Rồi, nhảy lên nữa. Rồi, ok này. Có nhìn thấy được không? Check có nhìn thấy đúng không? Ấy sang bên phải đúng không? Giờ đéo biết đường lửa hay như nào đâu. Rồi nhảy xuống đi được. Nhảy thẳng đây á? Ừ, nhảy xuống. Không, nhảy xuống đấy cũng được, Không chết được. Đi thẳng đúng không? Thật đúng rồi, nhảy xuống đi. Từ nhá, cái này là cái gì đó? À, sóng, từ nhá. Nó có 3 lượt sóng. Ông cứ đến đi, tiến lên đi. Rồi đi vào đi. Hả? Nhưng mà nó trôi mà. Không, cái này chỉ có sóng không, đi tiến lên đúng không? Rồi tiến lên đi. Từ như nào? Đi lên hướng nào đây? Cứ đâm thẳng, từ từ nhá. Ông tiến lên một chút nữa đi, Nữa đi. Ông nhìn thấy đường ở trước không? Tôi thấy ông nhìn thấy ba bạch đúng không? Ông nhìn thấy ba bạch đúng không? Đúng. Rồi ok, thì tôi bảo bạch từ trái qua phải là 1 2 3 nhá, thì tôi bảo ông bảo đường nào thì ông đi đường đấy nhá. Là gần tôi nhất là 3 đúng không? À gần tôi nhất là 1 đúng không? Gần nhất là 3. Hả? Gần tôi nhất là 3. Ừ. 3 2. Chuẩn bị này. Từ đứng mà đến chỗ cái 3 này rồi. Tôi thì tôi bảo này. Ông vừa đi vừa tiến nhá. Ok. 3 đứng rồi. 3. 1. Vãi. 1. Không tiến ạ. Mày quá. Cái nào? Từ từ, tôi tưởng ông chết rồi. Ok ha. Tôi không nhìn thấy tưởng ông chết rồi, tôi đeo vào nữa. Không có tưởng ông chết thật rồi, thề. Nỗ lực như thế. Không, tại vì tôi nhìn thấy ông bị trượt, tôi tưởng ông chết mẹ rồi. Nhưng mà chẳng bảo không chết luôn chứ gì, vẫn đi được gì. Bị đẩy đi, bây giờ đẩy hết đường về rồi. Hai em đổi không? Đổi cao. Chắc không. Thì chút kia tôi cũng nhớ rồi mà. Có đổi cao. Đổi không? Đổi đi, thì tôi cảm giác sẽ đi như nào. Từ từ nhé, để tôi ra đóng cửa phát đã nha. Ôi, thì tôi thấy nó có ảo giác lắm đó. Hơi chênh choáng tí rồi. Ui, chênh choáng thật. Ủa, đi vào đâu vậy? Ông ghi trên lên trên à? Đi lên trên tầng.
Yeah. Tôi đứng ở dưới rồi này. Đâu? Tôi là bật đuốc này. À đây rồi, ok. Ông chạy sang bên này này, chạy sang bên này này. Thằng nào cũng phải sang bên này mà. Yeah. Tiến lên đúng không? Tiến lên chưa? Tiến lên hết. Đoạn đầu nhìn thấy đường mà, đoạn đầu nhìn thấy đường, thoải mái đi. Không, đi đoạn này cơ mà. Đoạn này tôi không nhìn thấy đường. Đây. À, ừ, tiến đi. Rồi, họ. Rồi, đúng không? Tiến lên. Thấy chưa? Bấm. Piu. Rồi, lại đây. Quay ngược lại. Rồi. Trái. Họ. Tiếp đi. Rồi, trái. Lên đi, kinh đường, chạy đi, thoải mái đi. Ok rồi, nhảy xuống đây đúng không? Tôi phát vào nhảy luôn này. Ấy, có thể. Ấy, thời gian nên đổi nào đây? Không này, không. Đấy. Hả? Mẹ, chưa biết, không? Từ, chưa biết thời gian như nào để tôi nhìn thấy chứ. quên. Bình tĩnh. Lần đầu bình tĩnh. Ok. Mẹ tôi phải quay, chạy quay ra. Chạy xuống dưới là được. Sao tôi đang bấm phun này nhỉ? Thì tôi chưa ra đấy. Sao chưa ra được? À. À, đi được hai cửa rồi đấy. Một nút là một cửa đây. Ti. Đâu nhỉ? Đến chỗ này đúng không nhỉ? Đúng rồi, ok. Rồi lên đi. Ừ, tới đi, tiến được. À, ok. Giữa cái sóng này à? Cái sóng nhớ là được. Ho, rồi. Đúng rồi. Pha tí nữa đi. Rồi, ok. Lên đi. Okay. Ông nhìn thấy đồng hồ kia chưa? Mà tôi đã nhìn thấy này. Thì không nhìn thấy nữa. Cái bảo này. Nó đếm chưa đấy? Thôi từ từ, để nhịp sau đi. Rồi, qua đi. Nhảy. Ôi giời. Đi về từ từ nữa. Có gì đó đéo ổn đây thì mà. Anh em chưa lại không? Đổi lại không? Đổi lại không? Đổi lại được mà. Đổi lại. Đâu có đéo ổn với tôi rồi. Ok. Đổi lại đi. Mà... Sao mình phải tự lập khó nhau như vậy? Khó cứ. Ok, xuống nữa rồi. Nữa đi. Rồi, dừng. Tấm, tiến lên. Rồi, quay lại. Sang trái. Rồi. Sang trái. Rồi, tiến lên. Cứ nhảy luôn đi. Cứ nhảy luôn đi nhá. Nhảy luôn đúng không? Rồi, ok. Rồi. Một thằng nhái. Rồi, nhái. Tiền lên. Cái này phát này ông nhớ rồi đúng không? Cần gì rồi nhá. Có thể bảo nữa. Cái này vẫn nhìn thấy đường đúng không? Ừ, tại đây vẫn thấy. Rồi, chuẩn bị đoạn nhảy này. Ông nhảy ra đi. Nhảy 4 lần luôn đi. Đây, rồi, phát này nhảy luôn này. Ok, nhảy này. Rồi. Tiến này. Tiến tiếp này. Sang trái này. Phải chứ? Ừ, sang phải. Tiến này. Tiến này. Sang phải này. Tiến này. Lùi này. Lùi đấy, ok. Tiếp này. Sang trái. Rồi, sang phải. Sang trái. Ok. Ủa, hai bạn nha, cứ đấy hỏng xuống nữa thôi. Bấm nút rồi đúng không? Rồi, bấm rồi. Xuống đi. Vào luôn đi, Đức. Vào hai. Đi lên, tâm thẳng lên luôn. Sao sáng, ba. Ôi giời ơi. Ba, kêu không. Đéo nhảy không được, thôi. Rồi. Tiếp, xuống, sao sáng. Luôn đi. Sáng phải chứ. Xong rồi đấy. Từ từ nhá, cái này từ từ như nào đấy à? Sáng đi.
Không, nhảy xuống chút nữa, không nhảy xuống đâu. Nhảy xuống á? Đằng sau ấy, không đằng sau ấy, đằng sau bên kia kìa. Đây á? À, nhớ quay được, quay ngược lại. Đi đi xuống dưới dốc vừa nãy. Xuống dưới cái dốc vừa nãy. Đây á, dốc này á. Dưới đi. Chuẩn không? Bên này, chuẩn, chuẩn. Bên này thấy có đường này. Nhưng mà ông làm sao nhảy sang đấy được? Đấy à. Đấy, rồi sao? Không nhìn đường đúng không? Đấy, dạ thấy. Rồi rồi, sao? Từ từ nhé, tiến lên này, sang phải. Rồi, ông sang cứ trái. Chỉ. Rồi, tiến lên. Tiến đi, tiến hết đường đi. Đây có bậc lửa. Bậc lửa đấy. Rồi, sang trái. Đấy, hình như chỗ này tôi đéo nhìn thấy ông đâu. Hả? Ông tiến lên cầu thang đi, vào lên, tiến bậc thang đi, cầu thang đúng không? Ừ. Ông nhìn đường, tiến bậc thang đúng không? Đấy, tiến lên đi. Chuẩn bị nhá. Hả? Chuẩn bị như nào? Ông nhìn đâu, ông nhìn đâu? Thấy, vẫn thấy không, không, ông không nhìn thấy mấy cái bay qua ấy. Bay qua nào? Bay qua ở đâu? À, không có, không có rồi. Tiến lên, cứ đến từ từ, từ từ. Nữa đi, nữa đi, nữa đi. À, ở bên này. Cái gì? Như nào? Ờ, chạy qua, chạy qua, chạy qua. Từ từ. Từ từ. Dài không? Chạy qua, chạy qua, chạy qua, chạy qua. Từ từ chứ mà dài không? Dài không? Có 1 2 3 4, 4 cái. Mẹ, thế tôi đủ thời gian chạy thẳng à? Hay như nào? Tôi bảo chạy cũng là dừng thì bảo dừng nhá. Dừng thì dừng luôn này. Chạy qua nữa. Dừng. Ui giời ơi. Khó phết nhỉ? Từ nhá. Thế mình phải tính từng cái một đúng không? À, thế là nó kiểu búa từng cái một nó đánh đúng không? Đánh xo le à? Ừ, đúng rồi. Rồi, ừ, thế chậm chậm thôi. Nhưng mà từ từ, nhưng mà đã biết như nào. Ông không nhìn thấy nó đánh không hết à? Tại vì nó đánh xo le nó không không theo thứ tự 1, 2, 3, 4 kiểu mà... Ừ, thì mình đợi, đứng lại đợi. Ui, không, có tầm 9 cửa thôi. 8, 9 cửa thôi Phượng ạ, sắp hết rồi đấy. 9 cửa thôi, nhìn thấy không 3 cửa nữa mà. À chết đấy, từ từ từ. Như kiểu vừa nãy thì nhanh nhỉ. Chạy phát lên luôn. Ừ, phát đấy ông vừa xuống phải chạy luôn nữa ạ. Cái sóng ấy, chạy lên luôn thì lúc nào sóng từ trên xuống thì nó chưa ấy. À. Hiểu, 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 hiểu. Hiểu, hiểu, tiến, tiến, tiến đi. Rồi, té. Lội. Trái. Từ từ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, dễ trái. Rồi. Nhảy vào luôn nhé Đức nha. 1 2 nhảy đi. Ok. Thì cái đoạn nhảy đấy đoạn đau tim nhất đấy, thì phải nhảy hụt phát là cứt. Ừ. Đoạn sau nữa còn đau tim nữa đấy ạ, mấy sau còn chưa biết gì nào. Nhảy 4 lần đi thôi. Rồi nhảy xuống nữa đấy. Rồi trái này. Cái này nhớ rồi đúng không? Vừa nhá không? Đoạn nào? Tôi quên đi nhá. Thôi cứ nhắc đi. Rồi, tiền đây. Tiền tiếp. Tiền tiếp. Đấy, đấy, ừ đúng rồi. Tiền. Lội. Lội, tiền tiếp. Rồi, sang trái. Đấy, đúng rồi, đây đấy. Rồi, sang phải. Sang trái. Rồi. Ok, ông bấm nút chạy xuống dưới đây nhá. Chạy xuống dưới luôn. Rồi, chạy lên luôn, chạy lên luôn, chạy lên luôn. Mấy, một, mấy? Một, 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 một. Vẫn nhất một. Tiếp rồi, chạy sang trái luôn đi, chạy sang trái luôn. Rồi, xong rồi đấy. Rồi chạy lên đường cũ nữa này, nhanh quá rồi. Cửa này tính ra nhanh lại cứ biết bài, biết kiểu bài, biết bài. Tại vì mình cứ chần chừ là càng chết. Cái này nhìn thấy đường đúng không nữa? Thẳng đúng nhỉ? Đường tâm thẳng, có nhìn thấy đường đúng không? Ừ. Nhìn đường thì không biết được đấy. Đây. Mình chạy lên chỗ này đi. Ông nhìn thấy cái màu neo đúng không? Màu neo á? Màu neo dưới đất thì gì? Ừ, đúng rồi, nhìn thấy màu neo, đứng chỗ màu neo đấy. Đứng đuôi màu neo luôn. Rồi. À, tiến nữa. Tiến tiếp. Dừng. Tiến. Tiến 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 tiến. Đó, ăn luôn rồi. Ôi giời ơi. Từ hai cái này thì vì từ hai cái này nó đang ấy cùng nhau ấy, tôi cũng chưa biết, chắc cái này phải chạy luôn, cái cuối cùng phải chạy luôn qua luôn nữa ạ. Cái cùng phải chạy qua luôn ấy thôi. Thì vì hai cái này nó ấy cùng nhau ấy. Yeah. Ừ. Ông chạy hai cái đầu thì cái cuối tôi bảo chạy phải chạy luôn. Hay như mình như lấy kiếm thế bạc của đứa sao đấy ạ, không cần phải lấy cái vàng đâu. Thế yeah. Nhưng mà nó không được kết quả đẹp thôi. Kiểu kiểu cái ở dưới đằng sau mình ấy, nó bằng vàng chắc là vẫn đẹp hơn. Ừ. Tiếp đi, tiếp 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 rồi, được, ok. Mấy cái đầu như cũng nhìn được rồi sao ấy. Căn được giữa cái sóng mà. Chạy con luôn này. Ok, nhảy được rồi.
Ơ sao đánh nút nhẹ dậy sớm rồi, tôi thấy nhẹ vừa khít mà. Ta cái thế đúng rồi, hay lấy cái bé này cũng được. Nhưng mà thì cứ phải lấy đi, nhưng mà vẫn phải cứ phải lo lấy được mới ấy chứ, đúng không? À thì nó bé nào cũng được mà, chỉ nó cái thuyền nó sâu hơn thôi. Ok, nữa rồi. Chạy. Chạy. Okay. Nhảy nữa rồi. Ok. Đấy. À, thế nhỉ? Không sao, tôi nhảy sớm đấy. Không. Tôi thấy nó cũng vừa khít mà. Cái gì? Sao như bị kẹt ở cửa hai đến lâu thế nhỉ? Cái gì à? Nhập thăm mình là hơi ấy sao đấy ạ? Anh ạ, thăm mình hơi lỗi à? Cái gì nữa? Tiếp. Nữa, rồi. Nhìn lại. Chạy hơi lạch nhá. Sao nào. Nữa, rồi. Chạy. Rồi, nó gọi gì, tôi cho nó bật. Được chưa? Nhảy đi. Ơ kìa. Nó chưa tính à, tính chưa? Thì ông chạy đến bắt đầu tính mà. Rồi, chạy đi thôi. Chậm lại một nhịp, chúng ta hãy chậm lại một nhịp. Nhai. Rồi. À đây là cửa số 3 này. Có 9 cửa đấy ạ. 9 cửa. 4 lần. Rồi, nhảy vào. Rồi, tiếp. Ok, hơi vội đấy ạ, hơi vội. Ơ sao có đấy bị block ở đấy nhỉ? Nhảy hơi nhanh, nó chưa kịp chạy đến đâu nó nhảy rồi. Lạc con mẹ rồi. Bíp thật. Vội quá. Được. Ok. Đấy. Nhèo luôn đi nghe, không có không phải đứng nữa. Ok. Nhảy. Ok. Mình nhảy từng chiếc bước một đấy ạ, mình làm hơi vội. Ô, ông nhảy ra đi, nhảy ra đi. Yo. Ok, nhảy vào lại. Rồi. Tiến tiếp. Không phải này. Tiến. Phải. Tiến. Lùi lại. Tiến tiếp. Sang trái. Rồi. Sang phải. Sang trái. Luôn lại. Để luôn nữa rồi. Một. Ồ, có một rồi. Một thằng lên rồi. Chạy xuống luôn nữa rồi. Cái sóng còn chưa chạy xong này thì coi. Không chạy xong còn chết luôn đâu. Thôi. Từ nhé, để tôi xem nào. Từ tôi xem quy luật của hai cuối đó. Ông không nhìn thấy nó liền một lúc luôn à? Có thấy nó kia nó liền một lúc. Rồi, đứng rồi này. Chờ ông Thám Minh này.
tôi xem có nhảy không. Ngồi qua nữa rồi. À, ủi giời ơi. Tôi tưởng ông qua phải chạy luôn. Rồi ông đi bộ chậm quá. Nhất tưởng bảo ông từ từ. Thì phải có nên từ bỏ nước. Lấy bạc thôi cũng được. Còn ba mà đã vậy không chỉ không khuất phục được à? Mở cửa ra đi Đức. Từ từ nhé. Tôi đang hơi khó chịu cái phần ấy. Thấy bị delay. Nên không biết là ông tôi bảo lúc ông chạy nó có đến luôn không? Tiên. Đấy, ok. Ông đi, ông đi giữa cái ấy, giữa rồi rồi. Đấy. Rồi, ok. Xong luôn này. Tiến lên dưới đó. Đấy. Trời mức quen con mẹ rồi, chơi rồi. Chuẩn bị đọc này. Rồi. Luôn nữa rồi. 2 2. Cái sau là gì? 1 1. Rồi. Lúc ông mới chạy lên thì mới xong mới là được sóng đầu tiên Đức ạ. Rồi chưa xuất hiện được sóng thứ hai. Nào. Chỗ quen thuộc này. Tôi xem chỗ nào nhanh nhất nhỉ. Đi Đức rồi. Chạy nhanh phết đúng không? Từ từ nhé. Đi Đức ơi. Từ từ, chạy nhanh hay là chạy đi, nhanh. Đi đi. Đi thôi á. Chạy nhanh. Chạy nhanh, chạy nhanh. Nào lại này. Chạy nhanh. Dừng. Rồi chạy nhanh. Chạy nhanh, tiếp tiếp chạy. Ôi giời ơi. Con người ra ông ra rồi. Hả? Tôi thấy nó đi vào trong kia mà. Ở kia. Hay là thay hướng dẫn ông chạy phát chạy mạch cao luôn nhỉ? Có chạy được một mạch không? Chắc là được. Nếu mà tính ra thì chắc chạy một mạch được. Chứ bảo ông chạy trong rừng thì khó lắm. Thế à? Thế thằng Minh chạy một lượt đi. Nhưng mà tôi đã biết là chạy đến mức nào nó chạy được. Chưa? Rồi. Ok, tiếp. Rồi. Luôn lại. Luôn nhảy luôn. Từ từ. Bị khỏe. Tí nữa bị bẫy. Nó sao nó như này à? Rồi, sao này? Đi. Rồi, nhảy. Ơ sao phát hình nó lại lửa, nó ấy lại rồi. Chắc nãy thấy mình nhảy luôn. Là nó cho đeo cho nhảy luôn nữa. Lửa. Con này chỉ cần 2 lần nữa được ạ. Ở đến rồi đúng không? Chưa, đúng rồi, đến luôn đấy. Ơ từ từ nhá Đức. Đúng rồi, con thấy. Lại sợ nó lửa à? Ừ, tưởng nó lại lửa hơn nữa thì... quay lại rồi tiếp trái phải trái ok luôn lại 1 1 1 1 2 ok qua sóng à rồi 2 rồi 3 1 1 1 1 sao thế 1 rồi ok tí hoảng mẹ. À, ông bị mắc cái sóng thành ra nó chưa ấy. Nó bị lag mà, nó bị delay mà. Nè, ông đứng kia tôi vẫn nhìn thấy. À, chạy qua chỗ này luôn. Ủa, chỗ này bị mẹ ông chạy qua.
này như nào đó. Từ thăm mình xem nhé. Được đấy. Chạy một mạch được đúng không? Hai lần, hai lần một đấy ạ. Chạy hai lần một. Là sao? Tức là ông chạy xong dừng lại được ấy. Ừ. Ông nhìn đến nửa không? Ông chạy ra giữa nhá. Ông nhìn, ông chạy ra giữa được không? Một, hai, ông nhìn ba, giữa, ông giữa hai cái cột đèn ở giữa ấy. Giữa hai cột đôi đúng không? Ừ, hai cột đôi, hai cái cột đôi ở giữa ấy. Có hai cột đôi đầu tiên nhá. Sau đấy cột đôi thứ hai đúng không? Ông chạy giữa cái cột đôi thứ hai. Ấy. À, dừng ở đấy à? Ok. Ừ. Tin chuẩn chứ? Chạy, chạy, chạy. Từ 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 từ. Chạy, chạy. Giữa cột đôi thứ hai nhá. Ui giời ơi, chưa kịp đến. À. Thế là dừng thứ nhà nhỉ? Thế dừng cột đôi thứ nhất chưa à? Tôi tưởng là tôi đã không dừng lại được, đụt mò. Dừng được mà, dừng thoải mái mà. Ok, 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 cứ chạy nhé, cứ bảo chạy thì anh em chạy. Được, cũng biết quy luật đấy ạ. Ok. Rồi chỗ đấy, tôi tưởng chỗ đấy không đứng lại được. Đứng được, đứng thoải mái. Ok, ok. Giờ giờ mới ra, giờ mới ra công thức. Trời mãi mới ra công thức. Nhức đầu rồi đấy, nhức cái đầu rồi đấy. Chưa nữa, rồi rồi. Ok, chưa chưa chưa, rồi. Chạy. Con này ông nhảy đâu, nhảy qua luôn đấy. Nhảy. Ok. Đông nó nhắn cái gì bây giờ mới chuẩn bị ăn tối. Mẹ người giờ tối mẹ rồi, mình nãy giờ nhắn câu đấy nãy rồi mà. À 21:22 à, giờ mới nhận được à? Không, giờ tôi mới tham gia lại. Được rồi, tin nhắn rồi. Trái, phải, trái, chạy luôn nữa rồi, chạy xuống luôn đi. 3 chạy lên thẳng. 2 rồi, ok. Thăm minh được đúng không? Nghĩa là tôi cứ phải ấy, cứ phải tính. Chẳng vãi cức. Chạy chạy thì ông cứ đến đoạn kia thì dừng nhá. Đến đoạn nào? Đến cái dưới của hai cột đây. Cứ đến giữa hai cột chạy đến dừng chỗ hai. Là dừng một cột. Lần. Ừ, cứ bảo chạy cứ đến đấy nhé. Ok. Chạy. Chạy đứa ơi. Chạy. Chạy. Ok. Mẹ thế mà nhanh hơn không? Đấy. Đi tiếp này. Rồi đi đâu? Chắc là đi tiếp đây. Như nào? Không nhìn được, không nhìn đường đường dây đúng không? Không. Không thấy tiến. À, tiến 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 nữa. Tiến á? Đang trở với vòng sang phải đi. Đấy phải đi. Đây. Mình chưa biết nhìn rồi. Rồi đi tiến lên. Rồi. Sang phải trái trái. Rồi. Trái chút nữa, chăm chút nữa. Rồi, tiến lên đi. Nữa đi. Rồi, sao sắp được, sắp phải, sắp phải, sắp phải. Rồi, tiến lên. Đời giời ơi. Mày em đi nhanh thế. Ủa, tự nhiên chậm mà. Mày không nhấp đi, mẹ đi luôn rồi. Thề, tôi nhấp vài đái ấy. Sao đi, mẹ ngoắn cái nó đi rồi. Tự nhiên thì mày có gì nó sai sai đấy thì mày. À. Từ nhá, đến đây không để bấm nút này. Đây có mấy con thủy quái này. Ok. Ê, từ để tôi mới quay đây, quay lại đi, béo nó, quay ấy rồi. Sợ quay lại. Quay đi quay lại, chạy xe xuống dưới. Thiếu cũng bảo dừng đâu. Tôi tưởng là nhấp là anh em chỉ cần nhấp, tiến tiến từ từ mà nó thôi. Chắc hai cửa nữa à? Hình như cái này chạy một mạch, chỉ đi đến đoạn bấm thôi đúng không? Cái cửa vừa rồi ấy. Ừ, đúng rồi. Ơ. Đi vào đi. À ấy rồi à? Đủ. Tôi cứ đặt vé đi. Nhanh quá. Nhanh lắm. Bỏ ơ gà xong đéo thấy vé đâu ạ. Nhanh lắm. Dựng. Ok. Lùi lại. Ok.
Rồi. Ủa, cái này nhảy luôn, vẫn chạy xảy qua luôn chứ nhé. Nhảy qua luôn. À, nhảy đi các bạn. Ủa, có phải để cửa đâu kịp ấy. Tí đi cú. Cái này đúng như vừa nãy rồi đấy. Đúng như vừa nãy. Nhảy 3 lần. Nhảy 3 lần rồi nó chưa đến. Ba lần nữa rồi. Ok, cái này này. Ơ kìa. Mày quá, thường chết ạ. Tôi tổng quản đấy chết đấy. Tôi xem nó nhảy xuống dưới rồi, người mẹ nửa cái đấy luôn. Trái. Phải. Trái. Ok. Chạy hàng luôn đó. Vô đây. Ơ kìa. Crash game rồi. Từ từ vẫn ổn đúng không? Rồi. Ơ? Sao đéo thấy cái gì cả? Bú luôn. Bú luôn. Từ từ nhá. Ơ, vẫn ổn đúng không Đức? Ừ, vẫn ổn. Ơ thì có vẻ. Đức. Vẫn ổn. Từ từ rồi. Chạy. Chạy nữa. Quê này. Chạy đi. Rồi. Cái này nhấp từ từ nhá. Ông không nhìn đường đúng không? Không thấy một cái gì hết đâu. Tôi thấy con nút bấm mà không thấy cái đường đâu. Tiến. Tiến đi Đức. Rồi. Trái. Rồi tiến. Từ từ rồi. Nữa. Dừng. Ok, sang trái một chút. Sang trái á? Trái. À, phải. Rồi tiến. Sang phải một chút. Quay trái. Trời ơi! Đi về, từ từ. Rồi, tiến lên đi. Thẳng luôn. Rồi. Nữa đi. Ui, cái gì đây? Ui, quay, chạy. Tiến. Lùi. Sang phải. Tiến nữa đi. Từ từ rồi. Rồi, tiến nữa. Sang trái một chút. Trái. Rồi, tiến. Ui. Nữa. Sang trái một chút. Rồi, tiến đi. Trái. Rồi, tiến. Trái. Chạm xuống nữa. Rồi, tiến nữa. Chạy đi. Rồi, dừng. Rồi, sang phải một chút. Sao bảo chạy. Lùi. Đuôi sang trái rồi tiến. Sang phải một chút rồi, không tí rồi. Tiến đi. Sang phải một chút. Rồi tiến đi, nữa. Dừng rồi, chạy. Tiến. Nữa đi. Ông nhìn cái nút không? Chạy thẳng lên nút luôn. Bấm nút. Rồi, tiếp sang trái. Chạy đi Đức. Chạy thẳng à? Chạy một chút nữa. Rồi chạy thẳng đi. Rồi, dừng. Phải. Rồi chạy tiếp. Chạy chăm chút. Rồi, tiếp đi. Từ từ. Rồi, từ sang trái sang phải. Đúng rồi, phải. Phải nữa. Rồi, tiến đi. Nữa. Chạy tiếp đi. Nữa. Trái. Không. Sang phải. Tiến. Tại ông quay hơi mạnh. Rồi sang trái đi chứ. Ít rồi. Nữa đi. Ok. Quay xong rồi, ta tiến đi. Rồi nữa đi. Nữa. Rồi dừng. Sang trái chút. Rồi tiến đi. Nữa. Rồi, nữa. Chạm chút. Tiếp đi. Nhảy. Nhảy á? Ừ, nhảy. Nhảy thẳng à? Đúng, nhảy thẳng. Nhìn đường. Chạy thẳng đến cái nút luôn. Xong rồi đây. À, bị có mẹ vãi lụt. Còn gì nữa không Đức ơi? Còn gì nữa? Hết được chưa? Ông chạy đến cái cửa đúng không? Hết được cửa rồi đúng không? Không biết. Đoạn này đã. Chạy qua nút này hay thế nào? Tôi thấy cút rồi. Rồi chạy qua cái nút đi. Chạy qua cái nút đi. Có cái cửa đằng trước đúng không? Ông trèo lên được không? Chứ có đường đi lên. Có đường đi lên đúng không? Đi đúng không? Ông quay lại đường cũ hay sao ấy?
Đi con mẹ tôi đúng rồi. Đi con mẹ vãi luôn căng thẳng. Mẹ xong đấy là con gọi mình á. Mẹ luôn đi mẹ. Mà tôi tưởng không chết mẹ rồi. Mày khoát lùi lại được. Ờ như nào? Ủa? Mở cửa chưa? Tôi đã kẹt ở cửa hay không phải mở cho tôi? Nó tưởng mở cửa là được. Không. Như nào? Không mở cửa được à? Không. À, lần mở cửa. Ôi trời ơi. Con mà căng thẳng quá luôn. Trở lại lớn ông Đức. Mẹ gì, cứ giúp mình hình. Mẹ không phải thằng nào gọi mẹ. Nghe đi, nghe đi, vừa không rồi đấy, nghe đi. Thôi cả. À, khi mà giúp mình hình. Thôi cái con kia tưởng đi đứt con mẹ rồi, mày có vẫn phanh kịp. Ông thích cái gì? Ông thích cánh chim là gì? Trong bên trái đây. Hai cánh hai bên. Tôi đây tắt cánh mà. Mà cánh này gì đẹp hơn? Cánh không bàn tay luôn. Làm chưa vậy? Phải chưa vậy? Không được à? Phải đi giữa đấy rồi, phải đi giữa. À, cái giữa là vàng này. Còn cái này chỉ là đồng thôi. À, mẹ. Lại còn thế nữa à? Nấu hết cả ruột. À, cửa của mày khác. Mẹ mệt, mệt mỏi phết. Đang ăn gì đây? Gì đó, đang ăn gì đó? Mẹ tự cánh vàng xong băng gỗ xuống cái này. Ừ. À, cái cánh gỗ nhưng mà sơn vàng. Không ăn cái đồ quê gì đây? Mạ vàng. Chèm à? Đưa vào cánh bay bay nhé. Vãi cả cức. Mẹ trông cánh, trông cánh hèn vậy. Hai cái bàn tay kia đứt. Đưa hai cái bàn tay này. Đâu rồi, không bấm được. Đâu bấm được. Hả? À. Ok. Chính em rồi hả? Còn nữa đúng không? Xong cái đoạn này thôi. My three trials. Now come here and show me what you've built. Yeah. Oh yes, you have all the qualities of a legendary crew. With a friendship like that, you will make. Thì nghe lại phát anh nha. Alo. Alo. Off you go, dears. Farewell and farewell. Ow. Woo. Lại cứ mẹ cái này điều khiển à? Ừ. Ô, cái này có phải điều khiển không đấy? Một. Ừ, như nào? Ờ kìa, à tức là ông ấy không ở đây đúng không? Thì mai ra khỏi xe bảo không bao lâu thì trong một buổi anh cần ngồi. Hả? Hết rồi. En có mẹ rồi tức. Hết có mẹ game rồi. Mẹ thế như nào? Tin mẹ. Hết thật quay cứt. Từ từ, thế thế từ thế tí gọi lại đi, đêm đêm gọi đi. Ok ok. Mẹ game gì vậy? Hết rồi. Tôi bảo mà thì mẹ 80% mà. Đéo mẹ game đi giải đéo nhanh vậy. Hết rồi. Em có mẹ game rồi. Ủa. Đi mẹ game nhạt thế.
Thì nó chỉ còn DLC thôi mà. Đấy, Expanded Expedition này. Nhưng năm nay mới ra mà. Thì nó mới ra năm nay, nó mới nhanh thế đấy. Bẻ game. Mày bất bể mấy gì? Đi bao lâu vậy? Mày. Đó, 5, 5, tí là 59 nghìn. Bọn kia mẹ nó chơi ra gì đâu mà Đức. Nó xem mình chơi bao tiền. Đủ 2,5 giờ rồi Đức ơi, thì con mẹ 2 tiếng rưỡi rồi. Đéo gì phát được rồi. Ok. Phần, bao nhiêu vậy? Sao phần này nhạt thế nhỉ? Thì vào